Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình tiếp tục quay trở lại với con game đó là Big Boss anh em nhé. Thì hôm nay số vốn của mình đang có là 52 mê. Thì đối với 52 mê này thì hôm nay mình sẽ vào trò Basarat, mình sẽ kiếm tiền cho anh em xem nhé. Nhiều anh em bảo rằng là cái con Basarat này đánh khó, thực ra thì mình thấy nó cũng đánh cũng ổn anh em ạ. Ôi, đang cầu 321, chắc chắn về 321 tay này rồi nhá. Theo như kinh nghiệm của mình, này, quả về cái là về con là đẹp. À không phải anh em ạ, không phải 321. May đấy anh em ạ, tại vì mình đang định nếu mà mình mà vào sớm ấy thì mình sẽ vào tiền luôn 321 quả này, nhưng mà may quá là mình vào muộn anh em ạ, nó lên 33 rồi nhá. Ok, với cái cầu 33 như này thì anh em quả này anh em sẽ đánh cho mình là con nhá. Bên xanh này thì gọi là con, còn bên đỏ thì là cái, nó cũng giống long hổ ấy, xanh đỏ giống long hổ anh em ạ. Nhiều khi mình lại hay nhầm, mình hay đọc nhầm cái con Basarat thành con long hổ lắm. 10 quy. Ok, bên kia 7 điểm rồi. Ok, lại gãy anh em ạ, lại gãy rồi. Như vậy là nó về là 4 cái anh em nhá, 4 cái rồi. 4 cái như này thì xem khả năng cao có lên bệt cái không nhỉ. Ok, ở đây 2, 4, bên kia có 6, bệt cái 6 này. Ở đây thì tay này mình vẫn sẽ đánh cái anh em nhá. Đó. Nói chung là khi anh em đem vào game với một cái mức vốn lớn ấy thì anh em được rất là nhiều lợi thế rồi. Đó. Còn đánh như nào để lãi thì đó lại là kỹ năng của anh em. Khi có lợi thế rồi thì mình phải biết phát huy cái lợi thế của mình, được chưa? 2 điểm rồi. Ô thôi, bên kia nó lại 9 điểm rồi anh em ạ, lại 9 rồi. Ai dạ, khó nhỉ. Khó thật anh em ạ. Cầu 341 134. Khó, cầu này thì mình cũng không biết là cái cầu gì. Ôi, nó lại gần ra cầu mới anh em ạ. Khả năng cao là bị bịp anh em nhé. Khả năng cao là bị bịp. Để mình xem trong này xem có người chơi không nào. Không, lại bị bịp rồi. Ở đây có cả VIP 5 này. VIP 5 thì hơi khó lên nha anh em nhé. VIP 5 thì hơi khó lên đấy. Ok, tay này thì mình đợi đã. Thường thường thì cầu mới nó hay ra bên xanh lắm. Ok, vẫn không phải anh em ạ. À, nó về lại về là về về cái tiếp anh em ạ. Như vậy cầu này thì hơi khó đoán em nhá. Cầu này hơi khó đoán. Các bạn đem vốn to nhưng mà không phải là như nào. Đây, mình vào coi cầu con này được. Quả này vào cầu được anh em ạ. Cái. Ơi thôi xong, lại đến cầu xấu rồi. À, đây vẫn là cầu đẹp anh em nhá. Đây này anh em thấy không? Nó cứ ra một cái thì nó sẽ ra một 3 4 con long liên tục. Ok, tay này thì mình sẽ ra long. À quên. Quên mất, đang gọi là cái con anh em ạ. Cái này không có long hổ đâu. Nó cứ ở đây anh em nhìn thấy nhá, nó cứ ra một cái thì nó sẽ ra. Ô thôi xong rồi. Khả năng cao bị soi anh em ạ. Khả năng cao 90% là hôm nay mình vào đây mình bị soi. Tại vì lúc nãy mình mới ăn của game là 50 mê em nhá. Khả năng cao là vào bị soi anh em ạ. Tại vì anh em thấy như nào, cầu từ cái đoạn này đến bây giờ luôn nhá, là nó cứ ra một dây long khoảng 4-5 con, thậm chí là bệt long luôn, nó mới ra cái nhá. Bệt con, quên mất. Bệt con thì nó mới ra cái, hoặc là một dây bệt con nó cứ ra cái như này, thì nó cứ ra kiểu như thế. Nhưng mà bây giờ nó lại ra thêm hai cái thì mình vẫn không hiểu cầu này là kiểu gì nhá. Vẫn không hiểu cầu này nó chạy kiểu gì. Rồi, ok, như vậy là lỗ mất bao nhiêu nhỉ? Lỗ mất 20 mê rồi đúng không? Lỗ mất 20 mê rồi. Ok, lỗ mất 20 mê rồi thì hơi khó anh em ạ. Ok, tay này thì mình sẽ vào 20 mê nhà con anh em nhé. Vào 20 mê bên con để gỡ lại. Tầm này thì chỉ có all in như này để gỡ lại thôi anh em ạ nhá. All in như này gỡ lại, còn gỡ lại nhanh mình còn đi kiếm lãi anh em ạ. Chứ tầm này đánh mỗi tay 5M thì hơi khó. Tay này thì mình cũng khá là chắc là về bên con rồi. 5 điểm này. Ok, húp nhá. Chạy đi đâu được tay này nữa. Đấy anh em thấy không? Lâu lâu mình cứ chốt một quả tiền to một cái là húp luôn. Con này thì được cái nó không trả tiền cân cửa, cho nên là anh em đánh gọi là cũng thoải mái anh em ạ nhá. Cầu này thì chắc chắn là không phải 22 đâu, mà khả năng cao nó sẽ tiếp tục về con anh em nhá. Tiếp tục về con anh em ạ. Ok, thì tay này xem đã. Tay này xem đã, mình chốt tiếp là 10 mờ con nhá. Chốt tiếp 10 mờ con. Tay này mà húp thì mình sẽ nghỉ em nhá. Ok, vua húp, được chưa? Mong bên kia không về vua rồi húp. Đấy anh em thấy không? Mình chắc chắn với anh em rằng là cái cầu này nó không thể nào mà nó về cầu 22 được. Tại vì sao? Tại vì đoạn này này nó toàn ra, làm gì có cầu nào cầu 22 đoạn này đâu. Nó đều ra một cây gọi là cây con. Đó, cây con như này. Thì mình cứ hạnh nhầm với long hổ nhưng mà thực ra là không phải em nhá. Tay này thì anh em có thể đánh cho mình một mê test cầu này. Tại vì bây giờ mình lên 60 mê thì mình cũng lãi được 10 mê rồi. Đánh một mê gọi là test chơi chơi vui vui thôi nhá. Rồi xem nào, húp không? Át 3, 4 điểm này, 5 điểm này. Ở đây lại hút tiếp anh em này, thấy không? Không bao giờ là nó ra gọi là nó ra cầu 22 đâu, mà nó sẽ ra tiếp con anh em ạ. Mình nghĩ vẫn là sẽ lên tiếp con. Ở tay này thì có thể bẻ được nhá. Tay này anh em có thể bẻ xuống cái được, nhưng mà thôi mình không đánh nữa.
chốt lãi thôi nhá, để lâu cất châu hóa bùn, được chưa? Ok, bạn nào mà chưa tải con Bing Bot này thì anh em có thể tải game thông qua link dưới phần mô tả của video nhá. Ok, bye bye tất cả anh em.